Hello cả nhà, và lời nói đầu tiên cho với hai cái lời chào tất cả anh chị bạn bè gần xa. Như anh chị luôn yêu thương đồng hành trên kênh Sức Sống Mớ, đêm trên sáng 15, một lời chào trân trọng nhất. Và em cũng không quên cảm ơn tất cả anh chị trong những ngày qua đã thương em và ủng hộ cho em tại quán ốc bé 2. Và ngày hôm nay đúng ra là thực sự là cũng không có tiệc này đâu. Thì thường là em sẽ đãi sinh nhật hơn, nhưng mà tại vì sinh nhật của em là ngày 29 tháng 1 nhằm ngày 29-30 Tết ta của mình đó, nên là em không để nào đãi tiệc sinh nhật được. Thì thôi, thì coi như là một năm vừa qua rồi, em đã bận rộn buôn bán sinh sống. Thì bây giờ hôm nay là một cái tiệc để hợp mặt gia đình và bạn bè. Thì ai có nói gì cũng vậy thôi. Tại vì cái là bản thân em muốn ham vui và bạn bè muốn hợp mặt, thì em sẽ làm cái tiệc này. Và cảm ơn tất cả anh chị đã yêu thương và đồng hành, ủng hộ cho em và cho em những lời khen và những lời chúc. Cảm ơn chị rất là nhiều. Thì bây giờ em đang tại sảnh cả nhà nha, đang chờ đón khách cả nhà ơi. Hello cả nhà, hiện tại đây là một vườn má cũng là trong cộng đồng LGBT. Là má của anh chắc chắn là trong cộng đồng ai cũng biết không? Và cũng rất là vui vì má từ chúng ở Biên Hòa không má? Đúng rồi, má từ Biên Hòa xuống thì năm trước, tại vì cũng năm trước đám cưới cái nhà thì má bận là má không xuống, mà hôm nay má xuống rất là vui, cảm ơn rất là nhiều. Dù trong người nó hơi mệt mọi người, bị chích mũi ba về cái nó giặt luôn mấy hôm nay, nhưng vừa rồi không đi được với con gái nên mai quyết định đi. Hôm nay không chút gì hơn chúc cho con được làm chăm lo hạnh phúc. Dạ cảm ơn mấy người vợ chồng thật là khoái mái trong cái thứ ba thành lần thì nó có hạnh phúc. Thì cái hai luôn cố gắng để gọi là một người con, một người chị, một người em, một người cháu cho cộng đồng LGBT, để cho mọi người thấy, cho cộng đồng thấy là những chị em LGBT đều sống tốt và cũng muốn nhu cầu được có được hạnh phúc. Đúng rồi, anh mọi thế hệ mọi đi qua mà cũng anh thấy là những người bạn cộng đồng LGBT mà gặp đám cưới thì cũng rất là hạnh phúc và hạnh diện. Tại vì cuộc đời nó không có như ý muốn của mình, nhưng mà ngày nay là ngày thực tế là mọi người biết ngày nay chứ không biết ngày mai nha mọi người. Hãy được chúng ta vui vẻ cỡ nào và nhận được những gì từ thiện và những gì vui vẻ của mình thì cứ việc làm nha. Dạ, cảm ơn mọi người. Dạ, cảm ơn rất là nhiều. Hello, xin chào cả nhà nha. Ôi vui quá cả nhà ơi. Giờ này là bắt đầu là bé hai đang đón khách từ từ rồi nè. Hồi chiều đúng ra là em đi đúng giờ, em tới sớm hơn nữa. Nó nói em là 5 giờ đi là có mặt. Ai ngờ 5 giờ nó còn chưa make up xong mới lấy gì em đi, rồi cuối cùng bây giờ em đi theo nối đuôi nó. Nó lên trước em lên sau nha cả nhà nha. Thì hôm nay rất là vui khi mà có một cái clip là ngày kỷ niệm ngày cưới. Rồi nào là sinh nhật hạnh, sinh nhật bé hai. Nói chung là cái này là 3 trong 1 nha cả nhà.
gom lại lần cho nó gọn. Trời ơi, chứ bây giờ nó làm kỷ niệm xong sinh nhật nó, sinh nhật Hạnh, tiền đâu mà đi. Nên là bắt đầu gom vô chung nha cả nhà. Cái này gọi giống như dầu gội vậy, ba trong một nha. Dầu gội chị gào nè, rồi làm mượt tóc nè cho cả nhà nha, rồi dưỡng tóc nè cho cả nhà nha. Đó, thấy chứ hôm nay rất là vui. Hôm nay là cả nhà mình hồi nãy là chắc bé Hai đã tương tác với chị Phương Anh rồi, nên là Hùng Lý không cần phải lại tương tác với chị nữa. Thường chị Hùng Lý chỉ lại là chào chị thôi. Thì cả nhà thấy Hùng Lý lại chào chị Nghĩa Phương Anh thì bé Hai đã tương tác rồi, nhưng mà Hùng Lý làm em thì Hùng Lý sẽ lại chào chị Nghĩa Phương Anh nha cả nhà nha. Dạ. Chị yêu của em. Hello, xin chào tất cả mọi người đang xem livestream của chị yêu Phương Anh của Hồng Lý nè. Phương Anh rất là mệt nhưng mà không có thể bỏ được cái tiệc này của con gái. Tại vì năm rồi là Phương Anh mất rồi, năm nay thì bệnh nhưng mà ráng lên đây đi gặp Hùng Lý, nhất là em Hùng Lý. Dạ, với lại trước kênh đây Hùng Lý cũng từng nói với cả nhà mình là trên cái clip mà Hùng Lý trước ngày sinh nhật mà của Hùng Lý vừa rồi đó, thì Hùng Lý cũng nói là xin lỗi tất cả những người chị, mà những người em, những người bạn của Hùng Lý, mà đặc biệt là chị Phương Nghĩa Phương Anh. Tại vì Phương Anh là rất là gọi là ở xa, nhưng mà rất là gọi là thương yêu các em. Nói chung là chỉ có lời mời là sẽ có mặt, chị Phương Anh là vậy. Nên vậy là Hùng Lý ngày đó thì không có dám làm tiệc gì hết, chỉ là đãi trong nhà thôi. Nhưng mà sợ khi mà có một cái tiệc thì là chị Nghĩa Phương Anh nghĩ là hôm nay chắc năm nay chắc quên chị. Nhưng mà Hùng Lý không quên, Hùng Lý sẽ luôn nhắc tên chị, vì là năm nay là Hùng Lý không dám làm. Thì sợ là khi chị từ xa chị xuống mà tiệc ngày đó thì không có ai hết trơn trong gia đình không à. Nên vậy là hẹn chị Nghĩa Phương Anh thì năm sau sẽ gọi là chị em mình sẽ sum họp cho ngày sinh nhật của em nha chị nha. Nói chung là Phương Anh rất thương Hùng Lý thứ nhất, rồi chị em của bé Hai bé Ba, cũng như là một cái tâm tình là Phương Anh đã bước qua một cái gia trạng đi rồi, thì thấy những người này biết thương lại cho những người khó khăn, từ đó Phương Anh rất là quý bằng tấm lòng của mình, chứ không phải là em Hùng Lý như thế nào thì mặt em, nhưng thương em, quý em là lúc nào cũng hy sinh cho cộng đồng. Vừa qua Phương Anh được Phương Nam mời nhưng cũng bệnh không đi được 2-3 show luôn, nhưng mà hôm nay gắng đi là vì con gái nói là mẹ ơi mình làm sao mẹ cũng lên với con cho buổi tiệc này. Thì Phương Anh cũng biết gì hơn, chúc cho mọi người một năm mới đã bước tới rồi tràn đầy hạnh phúc, phát tài hạnh phúc, bỏ đi một cái năm đau thương và một cái năm bệnh dịch bỏ đi hết nha mọi người. Rồi Phương Anh cùng với Hùng Lý sẽ có một buổi diễn là từ thì bà con các em cộng đồng trong gần đây, chúc quý vị một đêm hôm nay Tết này tràn đầy hạnh phúc, phát tài, đại phát tài. Rồi em cảm ơn chị Nguyễn Phương Anh rất là nhiều. Và mong là năm sau sẽ không còn những cái đại dịch như thế này nữa, để chị em mình được thoải mái bung lụa ha chị ha. Anh mở nắp lụa ra xem ở trong có gì. Nếu không có gì, trời ơi, cái máy bồng bềnh, phồng phềnh như cả nhà. Trời ơi, thấy ghét quá. Ôi ôi, tưởng đâu cưới nữa hay gì vậy, bắt đầu nè. Kỷ niệm ngày cưới nó có liên quan chữ cưới mà anh. Đâu? Đó, kỷ niệm ngày cưới nó liên quan tới chữ cưới. Trời ơi, em nói cả nhà nghe nha, em nói gian thiệt luôn á, do em làm mệt luôn á. Hôm bữa giờ á, Hạnh lên, Hạnh khóc với em á, Hạnh nói gì nè. Anh Hùng ơi, cái gì bé Hai cứ bắt lên làm sân khấu làm lễ hoài rồi. Cái gì mà em làm mệt luôn, em nghe nó giữ làm lễ mà em sợ luôn á. Có một năm mà làm em 4 cái lễ, trời ơi là trời. Thằng Hạnh nói bây giờ bé Hai nó hơi gán đi, bắt đầu nửa năm sau nữa là em kỷ niệm 5.5 ngày cưới, cái nửa năm sau nữa 2 năm ngày cưới nha cả nhà nha. Thế chứ cái tiệc hôm nay cũng là một cái tiệc gọi là sum họp bạn bè, giống như thế là sinh nhật bé Hai là cận Tết nè, và sinh nhật em Hạnh thì vừa qua nữa không có làm. Thế vậy là cái tiệc này cũng giống như là gọi mình bao gồm lại kỷ niệm ngày cưới thì cho nó gọi là phù hợp thôi. Chứ tại vì chưa dính ngày sinh nhật của bé Hai, chưa sinh nhật em Hạnh đã qua rồi. Nên vì vậy là mình lấy kỷ niệm ngày cưới đó, mình tổng thể vào ngày sinh nhật để là em Hạnh không có làm và bé Hai không có làm nữa. Nên vì vậy là gom chung 3 trong 1 dầu gội. Xong rồi Bi. Tiếp đã có dầu gội 3 trong 1 nè. Dầu gội 3 trong 1 là cái ngày mà sinh nhật Hạnh là giống không. Như là chị gào. Rồi bây giờ nghe cái vụ này nè. Sao? Cái ngày cưới á, cái kiền rồi. Giờ tới cưới nữa nè, gì tháo ra nữa đi. Được nè vô. Cái kiền nữa nè. Này cái này là cô xong rồi, cái kiền gì nữa đưa vô tháo. Nó có đem theo bỏ nhà rồi. Cái kỳ gì? Tặng khẩu trang.
má hôm bữa đám cưới con lúc mà chầu cao qua là cho cái kiền đúng không, quá gàng không, thì bây giờ cưới thêm lần nữa mới cho thêm đeo gì vô đi. Bây giờ mùa này không có gì mà đáng giá bằng khẩu trang nữa đó. Đúng không? Bây giờ em nghĩ đi, tiệm vàng bán tùm lum tùm la mà khẩu trang không có là su cà nè. Không nói anh không cho em, xin má Phương Anh đó hả, xin má Phương Anh nha. Má Phương Anh là bao la tình cảm rồi, em không cần phải xin. Nói chung là má và mà chị Phương Anh dành tình thương cho các em rồi, với lại các người con trong cộng đồng là bắt đầu quá quý rồi. Tiền bạc không có mua được đâu. Đó, bây giờ tặng khẩu trang má. Vậy tặng trang điểm đẹp quá trời, kêu đây khẩu trang. Rồi ta tặng cho mẹ thùng bỏ nhà để mốt bây giờ mày xài, để bán mày xài. Đó, cái nhà có khách tới chưa, ra đón khách lẹ lên. Đón khách nha. Xuống đi. Người ta tưởng chú ghệ má, người ta tưởng chú ghệ. Trời ơi, chết rồi, tặng bông. Thôi chết đi, hai gậy mới hiện kim đi em ơi.